Hiện tại giờ chiều cường cũng tới chùa Sầm Rông rồi cả nhà, cổng chùa nghe nha. Thì chiều cường sẽ chạy xe vô bên trong, chiều cường quay tiếp trước cái nhà xem ha. Cổng rất xa luôn cái nhà chùa Sầm Rông, cổng chạy dài khoảng hơn cây số cái nhà. Phía bên trong thêm một cái cổng nữa nè. Đó, trang trí cũng rất đẹp cái nhà. Đó, bước bên trong thì cảnh rất là đẹp mà có bóng đèn hai bên đó ha. Đó. Đó, rất đẹp luôn. Đó, cũng bây giờ này cũng có khách du lịch đến tham quan cái nhà. Thì vô bên sông thì có tượng Phật rất là cao, rất là lớn luôn ha. Thì video trước thì chiều cường cũng quay một lần rồi, nhưng mà chưa trang trí xong cái nhà. Thì bây giờ hiện tại cũng chưa hoàn thành nữa cái nhà. Thì quý Phật tử ở xa này muốn du lịch đến tham quan luôn ha. Rồi, cũng đang còn trang trí cái nhà. Đấy, chiều cường sẽ đi vòng quay tìm đi cho cái nhà xem ha. Hiện tại chưa hoàn thành, cũng còn đang thợ cũng đang đào làm cái nhà. Thôi chiều cường đậu xe ở đây một chút rồi, chiều cường sẽ vô quay toàn cảnh từ trên xuống dưới ha. Hiện tại giờ cũng đang trang trí mấy ông sư đồ đây cũng đang sơn rồi quét rồi cho đẹp cái nhà. Buổi sáng quay rất đẹp luôn cả nhà. Rồi, trang trí qua văn dữ dằn lắm cả nhà ơi. Thì phía bên sông chưa xong, chưa trang trí cả nhà. Rồi, chị Cường sẽ đi vòng vòng bên ngoài thôi, tại bên trong còn bề bộn lắm cả nhà. Rồi, Phật nằm rất là cao, rất là lớn cả nhà. Rồi, hiện tại mấy anh thợ gán làm cho hoàn chỉnh bên ngoài cả nhà. Chắc là chưa hoàn thành nổi đâu. Đây, chiều cường sẽ lên bên trên quay xuống nha, lên chỗ Phật nằm cái nha. Thì cũng có cho quay xuống nữa, biết giờ đang sáng sớm sợ nắng nó chiếu quay không rõ nha. Thì chị Cường thử lên quay xuống cái nhà xem ha. Chùa rất là nổi tiếng là chùa Sầm Rông cái nhà, Phật nằm lớn, nằm ở phường 5 luôn, thành phố Sóc Trăng. Trang trí rất đẹp luôn, cổng lên hai bên. Ở phía dưới ở chỗ Phật nằm cái nha, trang trí rất đẹp, không biết còn tô màu gì nữa hay không cái nha, mà thấy Phật nằm rất là lớn lắm cái nhà ơi. Phía dưới cái nhà. Vì trời nắng sáng sớm nắng chói quá, cái nhà quay phía dưới thì chiếu ánh sáng vô quay không mấy rõ. Nó Phật nằm rất cao luôn. Đó, phía từ cổng vô cái nhà. Buổi chiều thì có khách tham quan rất là nhiều luôn cả nhà. Đó, có mấy anh rồi chụp hình nữa cả nhà, đến tham quan rất nhiều luôn. Anh chụp hình đang ở dưới kìa, anh mới chụp liền.
đến tham quan chụp hình lưu niệm chứ nhỉ. Này à, mình đứng phía dưới mà mình ngắt đầu lên đó là rớt nón cái nha, rất cao luôn. Này à, chiều cường sẽ vô phía sau ha, vì một dòng sau ha. Đó, còn mấy anh thợ này đang tu viền nữa cái nha. Đây, đang tu viền. Phía sau đây, khung cảnh phía sau đây. Oh, nghệ nhân này quá cao siêu cái nhỉ. Còn phía trên này, à, phía trên cũng lót luôn cái nhỉ. Đặc biệt là không có leo trèo lên trên đó cái nhà ha. Thì, hồi nãy chị Cường cũng thấy để chữ cấm leo trèo trên tượng Phật đó cả nhà, không cho ai leo lên đó ha. Ở phía sau này, phía sau tượng Phật cả nhà, phía sau đó. Ờ, phía sau này trời mát lắm cả nhà ơi, phía sau này chưa trang trí xong nữa cả nhà, còn mới có quét vô cả nhà. Ồ, bên kia trồng bông rất là đẹp luôn cái nhà, phía xa xa kìa, để chị Cường tua lại cái nhà xem ha. Đó, phía sau chùa nè, có sen có bông nữa nè, mà sen bên này thì người ta thu hoạch rồi nè cái nhà. À, cây nó chết rụi hết rồi. Phía đằng kia cũng có trồng sen. Trang trí rất đẹp. Đây, phía sau có cánh cửa ra vào này cái nhà, thì chắc ra là phía bên trong kia còn rộng lắm cái nhà, nhưng mà khóa cửa nghe cái nhà, không cấm không ai vô bên trong được cái nhà ha. Rồi, chị Cường cũng không dám vô cái nhà, không biết bên trong nó là đặt hay là trống rỗng, mà chị Cường này nghĩ là nó lỏng cái nhà, tại có cánh cửa vô ra vô. Đây, một khu vườn hoa nè. Đó, quay từ trên xuống dưới, rút này nở rất đẹp luôn cả nhà. Đó, hoa vàng thọ, bông vàng, bông đỏ luôn. Này là khóa cả nhà ha, không có leo trèo được cả nhà. Không đi lên trang nghiệm như cái nhà, đó là cấm cái nhà, đó để bạn cấm này, đó mong quý vị sư và Phật tử không đi lên nơi trang nghiêm như cái nhà, đó là cấm, không cho mình lên trên đó được, có khóa cổng luôn nè, là mình không biết mình đi dọn bệnh bà tội chết cái nhà. Hiện tại chưa hoàn thành lắm mà thấy nó đẹp lắm cái nhà, cả những ngôi cột như vậy nè, chỗ bóng đèn nè, cũng trang trí đầu gồng luôn nè, rất đẹp. Hoa văn rất đẹp. Phía xa xa chị Cường thấy bông hoa rất là đẹp cái nhà, nhưng mà coi pha giả là pha thiệt ha, để quay gần gần cái nhà. À, chị theo là pha giả thôi cái nhà, tưởng là cây với bông rất là đẹp luôn mà tưởng pha thiệt, ai mà pha giả cái nhà. À, pha trang trí không à. Này là ông thầy bậc sư cái nhà, trưng bày đây hình tượng thôi cái nhà ha.
mỗi buổi chiều khách tham quan rất là đông luôn đó nha. Buổi sáng rồi cũng mới thấy quý Phật tử từ đâu bao taxi vô tham quan luôn. Này có bồ câu lơ lửng này, thì mình thử với bồ câu, bay hay không cái nha. Ồ, không bay luôn cái nha. Đó, đi luôn ha. Đó. Đó, bay cái nha. Đó. Nhóc luôn cái nhà ơi, bồ câu rất nhiều. Clip cũng khá dài cái nhà, thì chiều cường cũng hẹn cái nhà vào clip sau ha. Nãy giờ chiều cường cũng review xung quanh chùa Sùng Tông ở phường 5 thành phố Sóc Trăng cái nhà. Thì nãy giờ cũng đi cũng vòng vòng cũng khá nhiều rồi, thôi chiều cường hẹn cái nhà vào và video sau ha. Thì bye bye cái nhà, chúc cái nhà năm mới vui vẻ an khang thịnh vượng ha.